Giờ là sang sang nhé. Với chị cha vì là nữ tính nha nè, cho nên ở đây sẽ là kia là A nha. Cầm ba nắng. Các vị biết á, khi mà mình biết rõ được, nếu mà cố gắng thuộc được các khía cạnh như vậy đó thì nó sẽ có lợi cho mình khi mình tu tập thiền quán gì lắm. À đi chơi nha. Nữ tính hoặc là giống cái nha. Mình có thể là giống cũng được vậy. Giống cái, giống đực, giống chung đó hả? À, cái đó trong ngôn ngữ người ta có sử dụng mà. Female. Masculine. Or female. Feminine gender. Female đó là nữ, feminine gender. Còn nếu mà nam tính là masculine gender. Còn nếu mà trung tính tức là neutral gender. Tiếng Đức nó cũng có là giống nha, nó còn phân ra như vậy luôn. Tiếng Nam cũng có. Tiếng Việt không? Nam có. Có chứ. Tiếng Việt thôi con. Bên đó sẽ dạy các ông sư người Miếng nói tiếng Việt, trời ông khổ kinh khủng luôn vậy. Cô biết là mấy cái nguyên âm kép đó thì ba chữ. Chữ ươi, chữ ôi rồi đó. Thôi. Ông vô phải âm bảo sao khó dữ vậy. Nó cứ gần y chang nhau à. Dạ. Rồi cái lưỡi của người Miếng nó dài á vậy. Yeah. Cho nên họ nói cái gì nó cũng nặng hết rồi. Dầu nhiều lắm. Dầu thôi. Dầu mặn quá. Dầu dầu vô nữa. Mình đưa cái lưỡi á. Trời ơi. Ấn người ta có ăn dầu nữa. Sư bị có ẩn á, sư có bẩn xanh ngọt hết đi. Mày ấn ăn hành nhẹ nhiều. Kambana tức là sự rung động, sự dao động. Con biết tiếng kêu chưa xong chưa được nghe lắm. Dao động hoặc gì do sự do cái kiểu mà nó dao động, nó do dự, nó không có biết được gì. Dao động. Vì do dự. Anh
cái mà anh ít chế giá tức là ná cộng với ít chế giá, nít chế giá là ná cộng với nít chế giá. Nít chế giá có nghĩa là gì? Sự xác định, sự quyết định, sự xác quyết, khẳng định. Khẳng định xác quyết đi, khẳng định xác quyết, không có khẳng định không có xác quyết mà vẫn còn lượng lượng lự. Rồi còn cái nghĩa sự hiện bày kế tiếp nữa tức là anê căng xá, tức là ná cộng với lại e căng xá nha. Ná là không nha. E căng xá tức là e căng xá là sự chắc chắn. Ga há tức là sự nắm giữ, tức là ở trên hồi nãy là sử dụng cái nghĩa gì? Không xác quyết. Không xác quyết vào. Cái này tức là không nắm giữ được một cách nhất định như vậy, tức là ở trên là không xác quyết, rồi không nhất quyết, không xác quyết, rồi phía dưới là không nhất quyết. E căng xá tức là sự nhất định nha, sự chắc chắn. Ga há tức là sự nắm lấy cái sự mà gọi là không có một cách nhất định, tức là không nhất định. Được cứ là không chắc chắn, không nhất quán, mà dùng hai từ đó, chắc chắn và nhất quán vậy. Anh đe căng xá ga há, ga há là sự nắm, sự giữ lại ha. Còn ná cộng với e căng xá là chắc chắn không nhất quán. Sự hiện bày của nó có hai nghĩa ha. Rồi còn cái nhân gần của nó tức là do không, không đúng rồi, không khéo tác ý hoặc như không có suy quán chân chánh hoặc tỉ mỉ nha. Mà khéo tác ý ở đây chúng ta phải hiểu rằng sẽ là trí tuệ nha. Rồi cái câu cuối cùng là bát tí tức là pháp hành ha. Pháp hành. Antaraya tức là sự trở ngại nha. Còn kara tức là sự tạo tác, tức là hành động, tức là gây trở ngại. Antaraya kara tí tức là gây trở ngại nha. Gây trở ngại cho pháp hành. Và đó pháp ba tức là cần phải được biết, cần phải được thấy, cần phải hiểu rằng chính cái mà quý chức cha này nó sẽ là chướng ngại cho cái pháp hành hay sự tu tập hay sự tu tiến nha. Cái chữ bát tí ở đây chúng ta phải hiểu rằng nó bằng cái chữ gì? Ba quá na nha. Tu tiến. No, ba quá na. Ba quá na là gì? Kiến. Si đa đa na si la ba quá na học không qua chính là học 10 cái buôn nha, cái thứ nhất đó. Cái ba quá na đó. Phần tu tiến đó. À. Rồi. Ba quá na ha. Dạ. Đúng rồi. Kara tức là nó là danh từ nha. Dạ. Sao rồi tiếp dạ. Rồi còn Udacchā đó thì ở trong chú giải sẽ đề là Uddatassa bhavo Udacchā. Uddatassa bhavo Udacchā. Ba vô là gì? Đó là cái trạng thái nè. Cái trạng thái. Cái trạng thái, cái tình trạng. Bổ đất há tức là gì? Sự dao động. Sự dao động, sự rúng động. Sự kích động. Tức là trạng thái gọi là không có định tĩnh nè. Thì như vậy được gọi là ổn định chân. Thank you.
Rồi ở đây chúng ta lại đọc thêm nữa hả? Uddacchassa sabba kusala sadarana bhave tipida samayutta dhamme subba na dang bhuta. Tức là ám chỉ cho cái uddacchassa này nó là gì? Nó cái tâm sở gì? Nó tâm sở đồng sanh trong tất cả, nó là thuộc nhóm mà si phận nha. Si vô tàng vô quý phóng dật, nó là đây. Nó là cái tâm cuối này. Nó là hợp, nó hợp trong cơm tất cả gọi là sabba sabba akusala sadarana. Sadarana là biến hành nha. Akusala tức là biến hành trong tất cả các tâm bất thiện này. Tuy nhiên cái bài đề cập ở đây tức là đề cập về cái tính trạng, cái tướng trạng rõ rệt của nó. Ở trên đây có Uddacchassa không? Có chứ. Ở đây có không? Có Uddacchassa. Nhưng mà vì rằng đó nó là thuộc về các thọ xả cho nên nó không có vượt ngưỡng qua hơn cái cảm giác kia. Ví dụ tham á thì nó còn có thọ hỷ, u thì nó còn có thọ sân, sân nó có thọ u vậy. Cho nên đó là nó vượt qua hai cái biên độ, còn xả cũng giống như cái biên độ không như vậy đó. Cho nên là ở trên đây nó có nhưng mà nó không có nổi bật. Cho nên trên trong đây trường hợp đề cập rất là nó cũng có đồng sanh trong sambayutta dhamme subbada năng hữu toàn nhưng mà nó không có nổi bật vậy. Nhưng mà đến khi mà nó đề cập Uddacchassa ở đây tức là nói rõ về cái tính chất của nó, mang tính chất tức là sự dao động ha. Rồi bây giờ chúng ta ghi bốn cái nghĩa của Uddacchassa ha. Sự bối này nha. Quên. Đến vô nhé. DSA là gì? Dhammasangani Arthakatha nha. Dhammasangani Arthakatha là gì? Bộ chú giải của cái bộ pháp tụ nha, hay được gọi là Arthasalini nha. Quy sức mắt kéo quyển 2 trang 201. Cái này là quyển 2 nha. Khi mình ghi ký hiệu là số 2 là mình phải ghi là số 2 la mã. Nó biết là quyển 2. Cách viết như vậy. Còn phía trước á, ví dụ như mình quyển á mình sẽ chấm nha, nhưng mà tới trang mình sẽ phải. Ba mẹ con chụp hình lại đi xin. Giờ cho con hỏi chữ Atthaya. Atthaya là chứng ngại. Chứng ngại. Cần phải hiểu rằng nó là cái pháp chứng ngại cho cái mà pháp hành. Nó là một trong gì? Năm cái đi qua đó nát. nó sẽ có đoạn nè, ví dụ như là 22 nè. Đây là ví dụ như 101, 108 ha. Đó một đoạn nè. Vô 300 là nó khác. Mình vút vút lên ha, tại vì mỗi cái như vậy là nó theo phần vậy. Vút là vút lên nha. Wata bigata jalan rasan. Ví dụ như là qua tay qua tay qua tay
Wata di geta. Ya, gela. Daya. Jala. Jala. Pataka. Iya. Jala. Batatang. Bắt chú bắt hàng. Bắt chú bắt hàng. Cái này nó trung tính là sự. Dạ trung tính, dạ cô đã chăng là trung tính. Cô chú bắt hàng. Bà sang. Viết ba ly đấy là các vị đọc nhìn quen rồi phải không? Dạ quen mà không thuộc. Không từ từ vậy. Nhưng mà quen, quen mà không phải kết mới quen được mấy chuyện lắm. Khá áo chứ là sao. Mới biết mấy chuyện lắm. Mới là suy đi rồi mình học ở đâu. Thư giải trên mạng. Anh lên trên mạng yếu. Sư không có thời gian để sư học. Đến sư học. Không dạy cho mình chẳng chứ. Sư phải cho ông mượn. Sư cho tụi con mượn. Password. Xin học không kịp. Xin học không kịp. Xin học không kịp. Sư yên tức là sư đồng ý. Sư yên là nói sư đồng ý. Sư yên là sư mình mà thả cho con luôn là con quên hết. Sư nói một năm sư gì làm lời. Ô lại cho quên. Năm sư về tuần sư đồng. Còn chưa không biết cái gì đâu trời. Lúc đó thì con già. Con nó hay quá, ngày nào cũng qua đi học. Nó hoài. Hai giờ hay mà dậy hả? Mẹ ô thư lẹ sư còn cái sáu hôm ngày nào qua học đi. Chắc anh á. Thôi thôi anh. Bà sư cũng khỏe. Cho mình nghỉ. Thì còn mấy đó. Sư này. 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 Sư muốn ông nhận cái tầng sớm hơn được. Yes. Tập hát sang ra đi ăn tập hà. Một là hai tiếng hai. Ví dụ tìm mắt ghé. Ví dụ tìm mắt ghé là thanh tịnh đạo mà tư sĩ. Tịnh đạo, dạ. Nguyễn 2. Nguyễn 2. Nguyễn 2. Trang thứ 9. Sư đi mặc kệ. Dễ nhớ tôi sẽ nghe. Lúc trước mở cái kia đó là từ điển đó, sẽ học từ điển thôi mà. Ờ, tức là một ngày đó tầm khoảng 50 từ, 100 từ chỉ bình thường. Nó là tính theo tiếng á. Yeah. Nhưng mà mình ít sử dụng nhiều lắm, nó quên. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Nhưng mà khi mình học quen rồi đó thì nó học vô lẹ lắm. Nhưng mà học tới tầm khoảng cỡ khoảng 500 từ mà trong vòng khoảng ngày 2 ngày gì đó. Bắt đầu nó nhồi lại, lúc đầu nó lộn nha, chuẩn bị rồi đó. Ở đó phải quá tải đó, sư. Quá tải.
Cho nên bên đó mỗi lần thi đó là thi cái môn mà ballet là bao gồm luôn cả cột bên đây, cột ballet, cột sanskrit, cột tiếng Anh. Ba cột mà một lớp cũng như vậy tầm khoảng hơn 10 trang A4. Trong đó chắc phải có mấy ngàn chữ đó. Em phải phải nuốt cho nó đó.